Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Ngọc Trâm. Hôm nay cùng đi khám phá với mình một cái thành phố rất nổi tiếng ở Âu Châu, đó là Paris. Alaska Airlines chuẩn bị. Hello, hello. Chuyến đi lần này thì tụi mình sẽ khám phá những thành phố ở Europe. Trước hết sẽ đến Paris. Paris là một thành phố của nước Pháp. Sau đó London là một thành phố của nước Anh. Funchal là một cái đảo của Portugal, là của Bồ Đào Nha. Và sẽ đến Florence và Rome là của Italy. Và Barcelona là của Spain. Các bạn cùng theo dõi với mình nhé. Chúc mừng đã đến thành công. Thành công mỹ mãn. Chuyến đi này thì tụi mình không có book tour mà muốn đi khám phá mọi nơi thì trước hết tụi mình phải lên kế hoạch đã, và tụi mình sẽ bay từ phi trường Los Angeles qua Paris. Thì việc khám phá đầu tiên là tụi mình muốn biết cách đi metro ở Paris như thế nào. Paris Metro là một hệ thống vận chuyển nhanh chóng ở khu vực thủ đô của Paris. Tàu điện ngầm Paris có phạm vi phủ sóng rộng rãi và dễ dàng sử dụng. Một vé của tàu điện ngầm có giá khoảng 1 euro 90 và có thể sử dụng cho một hành trình. Có thể mua vé từ cửa sổ soát vé trong nhà ga hoặc tại các máy tự động được đặt trong mỗi nhà ga, máy lấy tiền xu euro hoặc là bằng thẻ tín dụng. Metro còn gọi là tàu điện ngầm. Paris Metro là một trong những hệ thống giao thông đô thị dưới lòng đất lâu đời nhất trên thế giới, bắt đầu hoạt động vào đầu thế kỷ thứ 20. Tháp Eiffel là nơi nổi tiếng của Paris. Các bạn sẽ không phải trả phí khi vào thăm các khu vườn và lối đi dạo bên dưới của tháp Eiffel. Nhưng nếu muốn đi lên trên đỉnh cao của tháp thì phải mua vé, bán giá tùy theo đã quy định. Paris, thủ đô của nước Pháp, là một thành phố lớn của Âu Châu và là trung tâm toàn cầu về nghệ thuật
thời trang, ẩm thực và văn hóa. Cảnh quan thành phố thế kỷ thứ 19 của nó được đan xen với bởi những đại lộ rộng và dòng sông Sen. Ngoài các địa danh như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà theo phong cách Gothic từ thế kỷ thứ 12, thành phố còn được biết đến với văn hóa quán cà phê và các cửa hàng thời trang thiết kế dọc theo đường Rue du Faubourg Saint-Honoré. Là một trong những thành phố đắt đỏ nhất để tham quan ở Âu Châu. Trong khi các hoạt động miễn phí và rẻ, thành phố này nổi tiếng với các phòng trưng bày nghệ thuật và nhà hàng cao cấp mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ hoàn toàn khi đến thăm Paris. Nè, phái đoàn tỉnh lẻ đây nè, đang quay video. Xếp hàng bên mua nước lạnh hay là mua hot dog hay là mua gì đâu mới đây. Mọi người gọi Paris là thành phố của tình yêu vì bầu không khí lãng mạn của nó toát ra. Trên thực tế, thành phố tình yêu không chỉ là một biệt danh ngẫu nhiên được đặt cho Paris. Đó là mô tả hoàn hảo mà bất kỳ ai đến thăm thủ đô của Pháp sẽ dành cho thành phố tất cả những dung cảm lãng mạn mà họ tìm thấy ở đó. Với một phong cách Tây phương, cổ điển và rất êm đềm, Paris đã để lại những kỷ niệm đẹp cho khách du lịch khi tới thăm. Một câu trong bài hát của ca sĩ Đức Huy, ngày rời Paris, anh đã để quên con tim. Paris rất hoành tráng, cả do quy mô của nó, mà còn do sự giàu có của di sản kiến trúc, biểu tượng của thành phố thủ đô và chắc chắn là di tích nổi tiếng nhất của nó là tháp Eiffel độc đáo, người đàn bà sắt mang đến cho du khách một khung cảnh tuyệt vời. Gần đó là Khải Hoàn Môn, mang tính biểu tượng. Bạn đứng chờ để vào mua nè, mà giữ cho mình một chỗ nha, để vào coi mua. Khải Hoàn Môn là một trong những di tích nổi tiếng nhất ở Paris, Pháp, nằm ở cuối phía tây của đại lộ Champs-Élysées, ở trung tâm của Place Charles de Gaulle, trước đây có tên là Place de l'Étoile. Ở đây cũng là một khu trung tâm buôn bán sầm uất của Pháp, với những tiệm hàng hiệu lớn nhất nhì của thế giới. Khách du lịch tới mua hàng tại Pháp hoặc là các nước Âu Châu thì không phải đóng thuế. Do đó, nên khi mua hàng, mình nhớ nói cửa hàng làm cho mình một tờ giấy để hoàn trả lại tiền thuế trước khi mình ra khỏi phi trường.
Paris này ngay dòng sông Seine mà chỗ nào chụp cũng đẹp hết trơn á. Bên này cũng đẹp quá trời nè. Mà bên này bị ánh sáng. Bên đây nè. Giữa đường đến đợt vậy à, ngay đây là ngay dòng sông Seine trên đường đi tới nhà thờ Notre Dame. Có ông ngồi đến đợt ngay giữa đường đây. Notre Dame mà đang bị cháy thì trước bây giờ đang còn sửa chữa nè. Cái này là phía đằng sau của nhà thờ. Notre Dame de Paris, được gọi đơn giản là nhà thờ Đức Bà, là một nhà thờ công giáo thời Trung Cổ trên Île de la Cité thuộc quận 4 của Paris. Nhà thờ dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất của kiến trúc Gothic Pháp. Notre Dame bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn kinh hoàng vào năm 2019. Đã đóng cửa với du khách và vẫn đang được xây dựng lại, với kế hoạch mở cửa trở lại một phần vào năm 2024. Những khu vườn hùng vĩ ở trung tâm Paris, đầy người thưởng ngoại những bông hoa và đài phun nước tuyệt đẹp và ngắm nhìn vô số bức tượng, sử thi như chiếc nhẫn của người Pháp. Jardin du Luxembourg có tên tiếng Anh là Vườn Luxembourg, thường được gọi là Jardin du Sénat, nằm ở quận 6 của Paris, Pháp. Bài hát gì đó, Vườn Luxembourg gì đó. Ủa đâu có ai được đi vô đây ha. Đây này, xem thinh này, em đi thẳng lên đây thôi. Đẹp quá đây chứ. Chụp. Đây là vườn Luxembourg ở Paris. Hôm nay là ngày Chủ nhật đó, mọi người đều đi ra đây để mà đi vòng chơi. Rồi những gia đình người ta ra đây người ta cắm trại. Trải đồ xuống đất nằm luôn nè. Thank you.
bạn không cần phải trả tiền boa cho bồi bàn, nhân viên phục vụ. Phí phục vụ 15% tự động được bao gồm trong tất cả các quán cà phê, nhà hàng, quán bar, v.v. như một phần giá của từng món, không tính trên tổng số tiền. Người phục vụ ở Pháp được trả lương và các kỳ nghỉ được trả lương, chăm sóc sức khỏe và đồng lương cũng rất là đủ sống. Những tòa nhà cổ điển hòa quyện với những tòa nhà cao tầng hiện đại ở quận 13 đa văn hóa. Khu phố tàu chính của thành phố có rất nhiều cửa hàng tạp hóa châu Á sáng giá và sự kết hợp của các quán ăn Trung Quốc và Việt Nam cao cấp và bình dân. Thư viện chính của Pháp nằm trong những tòa tháp hình cuốn sách. Các câu lạc bộ âm nhạc thời thượng, quán cà phê và quán bar trên thuyền, trên sông thu hút người vui chơi vào đêm khuya. Đây là phương châm đây nè, đó bà chủ đây nè, bà chủ quay phim đây nè, đó đó. Ui trên cây này đã lắm, đó bà chủ quay phim đây nè, cái này cũng đây. Ui trên cây này đã lắm, đó vô anh trái cây nè, trái cây ở bên Tây cũng ngon lắm, thấy tươi ghê đó. Trái vải nè, trái nhãn nè, trái măng cụt nữa.
coi thử coi như thế nào. Ở con đường này có nhiều tiệm phở lắm, 3-4 tiệm phở luôn. Mà bây giờ không biết tiệm nào ngon. Ồ, đây bánh mì Việt Nam nè. Đây nữa là tiệm phở nữa, Sông Hương. Nhưng mà bây giờ cuối cùng mình chọn phở 14. Không biết có ngon hay không, cứ vô ăn thử. Đang đi bộ trên đường phố của Paris vào buổi chiều. Giờ này mọi người đi làm đã ra rồi. Ô, đây có KFC. Ở bên Tây thì nó có nhiều cái cà phê mà ngồi ngoài đường. Ngoài đường nè, bên Tây là thích ngồi ngoài đường uống cà phê nè, uống cà phê ăn bánh là ngồi ngoài đường thôi. Mình đang đi bộ ở trên đường ở phố của Paris. Đây mọi người vui quá ở đây bên Tây nè. Đây nó cũng có bảng giá ở phía ngoài cho mọi người coi nè. Mọi người ngồi đông ghê đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọc Trâm. Chúc các bạn một ngày thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Bye bye!